Đây là thương hiệu bông xanh của Hàn Quốc. Đây là hang nhôm chữ A. Sau đây là cách sử dụng của hang nhôm Hàn Quốc. Cái này là chốt khóa. Đây là chốt khóa dùng để cài thang lại, tại vì đây là dạng thang luồng. Khi mà mình sử dụng, mình muốn kéo lên á, mình chỉ còn á là khi mình muốn mở thang, mình chỉ còn bật ra. Ổ khóa thang nó sẽ tự động khóa. Khi mà mình muốn đóng thang, gọt thang, nhấn hai nút hai bên, thang sẽ gọt lại được. Dạng kéo mở ra